Xin chào cả nhà. Bây giờ thì gia đình Mai sẽ ghé ở cái Kensington để đi order bún riêu, bún bò với lại phở mang về cho mấy đứa nhỏ ăn á cô chú anh chị. Bây giờ thì xin mời mọi người đi tham quan đường phố Philadelphia và ghé Kensington chung với vợ chồng Mai nha. Mai khởi hành từ Chinatown đi tới Kensington, là cái khu vực Kensington is what part of Philadelphia? North. Phía north á, cô chính là phía bắc ha. Mai đi từ trung tâm đến phía bắc. A lot of crime, a lot of drugs. Chồng mai nói là rất là nhiều tội phạm. Really rất là nhiều rất là nhiều cái gì ta, ma túy. Rất là nhiều gái mại dâm. Khu đó đúng là phức tạp lắm, thì chút vừa đi vừa quay thôi cô chú chị. Cái này chắc chồng mày đi ra ngoài highway rồi. À đúng rồi, chồng mày là đi ra đường highway, là đi đường cao tốc để chạy tới ha. Tưởng không đi đường nội bộ thì mày quay vòng vòng cho mọi người xem, chứ đi đường này thì có gì đâu quay. Hồi nãy mới kể vậy, cho chồng mày kể cho mọi người nghe hồi bữa. You wait for me when I go get the blue rail, right? Oh, not again. And some girl come to ask you if you want a date. I think it was a girl. You think it was a girl? It was ugly. Mày hỏi ổng là khi mà ổng chờ mày đi đâu vô lấy bún riêu á, là bad, có bad một skin. Phụ nữ tới hỏi ổng là vui vẻ không anh, đi chơi không anh, đi chơi không anh. Hey, listen, Nung and Han were in the car too. Ông nói là xíu muội với lại Ngân cũng đang ở trong xe luôn. Like, who is she? I'm like, I don't know. À, xong rồi từ đó hỏi ổng chứ, ủa cô đó là ai vậy? Cái ông sợ mày hỏi, ông sợ mày nói chứ, bà đâu biết đâu. So, do you have a date with her? No, honey. Anh hỏi gì chứ, anh có hẹn hò với lại cổ không? You know. Phải không? Very scary. Nó rất là đáng sợ. Rồi xuống cao tốc Allegheny với lại Custer. Allegheny. It's like the Allegheny wow, River. Wow, đây là có chứng nhận không? Allegheny Mountains. Chưa hết, đã thấy một người dân cư ngồi đây. Okay. Allegheny. Ông nói là, what are you saying? We're gonna go to your favorite restaurant on Allegheny Avenue. Ông nói Kensington, Kensington Avenue. Ông nói ông không có thể nào chờ để có thể là thấy bạn gái mới của ông. The new sexy girls, the new hot prostitutes. Bạn gái mà xinh đẹp, sexy mới của ông. Okay. With no teeth. Every time you date with a new girl. Ooh. Mỗi lần ông tới là ông hẹn hò với một người bad khác. Bad. Tàn là mấy người nghiện không có cái. I hope they're gonna make poop with their pants like last time. Ông nói có lần trước ông đi tới khách hàng của ông còn thấy ông vừa đứng mà vừa đi vệ sinh trong quần luôn cô chú anh chị, mà đi nặng luôn chứ không phải là đi nhẹ nữa. Nói chung là mấy người mà người ta nghiện á thì người ta đâu có kiềm chế được cái khi mà người ta đang phê á, không có kiềm chế được cái bản thân người ta. Đây là mấy cây hoa bên mai nè, nó sắp rụng hết trơn rồi, giờ mọc lá xanh này. Cái mấy cây trong CD này là nó rụng hết rồi, chỉ có mấy cây ngoài mai á là nó trời nó lạnh hơn, còn trong này nó nóng hơn nên là nó nở sớm hơn. Thấy hai cây này thấy đẹp nè. Let's stop here and take some pictures in Kensington. Yes. And get shot. Ông thấy mày quay phim đẹp. Ông nói em có muốn là dừng lại để chụp hình ở Kensington xong rồi bị bắn chết. Đây là xe lửa đó, thấy không? Con đường Kensington là con đường ở dưới xe lửa. Dưới tàu điện. Out. Which way we go? There it is. Cafe me. Where? À đây nè, gần đây right nè. There. Vậy là chỗ này ông xã mới đi không có phức tạp nhiều vì cái khúc này nó cũng đỡ, khúc trên mới ghê. Nhà hàng này có chứng chị là mình trả tiền mặt, không có trả thẻ được nên Mai phải chuẩn bị sẵn tiền mặt. Mà nhiều nhà hàng Việt Nam nhỏ nhỏ người ta cũng chỉ lấy tiền mặt chứ người ta không có lấy thẻ. Mai gọi điện order trước rồi bây giờ là mình chỉ cần tới thôi. They close? I think I have. Doesn't say open. Đây, ba bún riêu, một bún bò, một phở. Dạ. Hai chị, mắm nem của chị ngon lắm nha. Ừ. Nhưng mà hôm bữa đáng lý chị gọi em, chị nói chị. Sao vậy? Em có biết lúc mà em like lên chị 6 tiếng xôn sau là tới bà bệnh Cali bà gọi chị. Ủa vậy hả? Bà sao? Nói chị ơi, chị mở lên đi, em coi mà em bức xúc quá đi.
Tại sao em mới gọi cho chị liền? Đây, đủ rồi, khiêng đi về. Đây, all of us. What? Yes. How much you order? I order 5, like, it's my tomorrow, they can eat it. How go. Much? Dạ ua hả? Dạ ua nếp cẩm hả? Cho em thử cái đó được không? Một hũ thôi. Không, em mua về thử, nhưng mà em một hũ thôi. Em muốn mua cái dạ ua nếp cẩm thử. Tại vì chị nói chuyện với Mai là lần trước khi Mai quay á, cái chị bên kia chị gọi điện, chị nói là cái khu này nó sợ người ta không dám tới đây người ta ăn. Nhưng mà thật ra thì người Việt mình ở đây thì ai cũng biết khu này nó như vậy, mà cũng biết là nhà hàng này ngon rồi, đâu có gì đâu cả nhà. Cảm ơn chị nha. Dạ. Hay vợ chồng anh chị chủ quán này cũng vui lắm cô chú chị. Anh chỉ nghe giọng Mai trong điện thoại mà chỉ nhận ra Mai nha. Chị biết Mai là YouTuber mà chị không có nói, hôm nay chị mới nói. À, tại vì Mai nói chị là ồ bánh mắm nem của chị rất là ngon, thì chị nói là bữa hôm mà Mai quay ở đây xong Mai nói cái sinh tình nó phức tạp đó cô chính chị, thì có người quen của chị bên Cali gọi điện nói là Mai nói như vậy người ta sẽ sợ, người ta không có dám tới quán để ăn, đến nhà hàng để ăn. Nhưng mà thật ra như thế này, mình nói cái gì, mình phản ánh cái gì thì mình phản ánh đúng cái thực trạng thôi, chứ còn bây giờ mình nói khu này đẹp lắm, khu này an ninh lắm thì cũng đâu có được, đúng không cả nhà. Mà nói thật ra thì cái nhà hàng này nó nằm ở cái đường phức tạp, nhưng mà nó cũng đã xịt xuống dưới đây rồi nên là nó cũng đỡ hơn. Chứ khúc mà trung tâm trên phức tạp kia kìa Mai mới sợ, chứ khúc này thì cũng đỡ hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, chứ Mai nếu mà Mai tới đây Mai ăn một mình Mai cũng không dám đi. Thường thì Mai phải đi với bạn hoặc là đi với ông xã thì Mai mới dám đi, phải có 2-3 người, chứ còn đi một mình thì Mai cũng không dám đi. Và bản thân Mai mà tới đây thì Mai cũng thấy sợ, cô chú chị không có dám đi một mình đâu, thật sự là như vậy luôn á. Nhưng mà anh chị thì nói là anh chị là giống như là sinh ra ở đây rồi, sống ở đây mấy chục năm rồi, nên cái khu này nó cũng rất là bình thường. Và anh chị cũng nói là thật ra thì những cái người mà những cái dân nghiện ở đây người ta nhìn mình người ta sợ, tại vì người ta không có dám đụng mình đâu, người ta yếu ớt người ta này nọ lắm. Chỉ có điều là sợ những cái người nguy hiểm là những cái người mà buôn bán ma túy, những cái người mà dealer đó, thì khi trừ khi nào mà mình cạnh tranh với người ta thì mới sợ thôi. Chứ còn cái việc mà mình bán đồ ăn còn người ta bán ma túy thì đâu có liên quan, là nước sông không đụng nước giếng cũng không có sợ. Đồng Mai cũng có hỏi anh chị là nếu mà buổi tối anh có dám đi qua cái khu mà người ta ngủ làng là tràn lan ra đường vậy không? Anh nói đi bình thường không có sao hết á. Người ta ngủ còn mình đi, người ta nằm người ta chơi ma túy thì chơi, còn mình đi bộ mình cứ đi, không có gì hết, không có ai làm gì mình hết á. Thì nói chung là người ta quen thì người ta nghĩ vậy, nhưng mà bản thân Mai thì thực sự ra Mai cũng vẫn sợ cô chú anh chị. Anh nói ở đó tối ngủ cũng yên tĩnh, không có ai lấy ăn cắp gì đâu. Nói chung là anh nói vậy đó thì mình cũng thấy an tâm hơn, cũng đỡ hơn. Thì nói chung là thôi thì ở đâu mình cũng quen đó hả cả nhà ha. Mà có một điều Mai phải nói cô chú anh chị là nếu mà ai sống ở đây cô chú anh chị thì cũng biết là cái quán cà phê mì Quảng là một trong những cái quán có món bún riêu rất là ngon. Do đó thì mặc dù biết là phức tạp, cô chú anh chị cũng thấy Mai nói là phức tạp, nhưng mà Mai vẫn lết thay tới đây ăn nhiều lần, không phải là chỉ một lần ha. Và con gái Mai thì nó cũng nói là cái món bún riêu của cà phê mì Quảng là ngon nhất, mặc dù là Mai nấu hay là như thế nào đó mà nó vẫn thích bún riêu của cà phê mì Quảng hơn ha. Và Mai thấy là chỉ pha mắm nêm trong chai để đem về ăn ngon lắm cô chú anh chị. Cà phê mì Quảng thì được cái họ làm rau rất là ngon nè, họ có bắp chuối có này nọ, có bán bún bò ăn cũng được. Và nói chung là món mì Quảng ngon. Mai nghe bạn Mai nói Mai thì Mai không có phải là tín đồ ăn mì Quảng đâu, nói chung là Mai rất là ghét món mì Quảng, không biết tại sao á, Mai không thích nó, tại vì nó ít nước, không có hợp với Mai thôi. Còn những cái người ở miền Trung thì chắc là họ thích, thì mà họ nói là mì Quảng ở đây ngon. Còn Mai thì Mai thích muốn riêu ở đây, rất là thích đồ ăn ở đây, Mai thấy cũng ngon. Nói chung là ngon, hợp khẩu vị với Mai. Do đó là vẫn cứ phải, mặc dù biết là nó phức tạp, nhưng mà vẫn cứ phải chạy tới để ăn. Đó là cái cái lý do của chú anh chị ha. Chứ mình cũng không có nói xấu ai hết, hay là mình cũng không có nói gì mà không đúng sự thật hết. Giờ là quá trội hoa nè, hoa đẹp khắp mọi nơi. Chào mày, ông ghẹo Mai đó. Ông nghệ ơi, ôi đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, trời ơi, ôi God, crazy wife. Nói vợ khùng. Biết đâu mà biết đâu. Không. Khùng. Hoa đó. Trời ơi, dí theo để quay hoa không mà không kịp đó, thấy không? Giờ mùa xuân á hả, người ta ra đường người ta chơi, thấy con nít nó đạp xe vui không? Oh my God, I think we're gonna make it. Mai cũng muốn đạp xe luôn vậy đó. Really?
Đó, bây giờ thì khách hàng của ông xã Mai có sự cố nên là hai vợ chồng Mai sẽ ghé ngang qua để coi cái đã ha, để vô ông vô ông coi sơ xong rồi mình đi về nhà. Nó cũng tiện gần trên đường về nhà luôn á. Đây, mày tới rồi đây, đây. Tới chỗ khách hàng của ông xã Mai. Ủa. Nó nói chuyện với em gái mà nó nói nó đi uống trà chiều lúc 10 giờ trưa. Bye honey. Thank you. Here, I'll leave the window up a little bit, okay? Chúc may mắn. Okay. Giúp chồng may mắn vô sữa cho lẹ đi ra đi về cho nó sớm. Còn Mai sẽ ngồi đây nói chuyện với em gái Mai ở bên Úc. Ông xã Mai ra lẹ dễ sợ luôn. Tại vì 2 ngày nữa sẽ là Passover của người Do Thái á, nên là người ta order đồ ăn rất là đông. Mình phải mình tới mình sửa gấp cho người ta. Chứ nếu mà hệ thống mà không có chạy á, là nó sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Thôi bây giờ đi về thôi cả nhà. Bây giờ tới nhà rồi. Đồ ăn là một thùng, tôi đến chị 7 phần. Order cho 5 phần chứ không có 7 phần. 5 phần. Order nay ăn mai ăn gì đó, order cho nó đã đi. Ngân con muốn riêu hay ăn gì con? Muốn riêu. Ok. Còn xíu muội ăn gì, kêu xíu muội xuống đi con. Muốn riêu đây. Thank you honey. Xoài. Hey, nice. Chưa xôi rồi cô chú chị. Nãy Mai không biết. Trời ơi, Mai không để ý. Mai đổ bún bò chung với lại bún riêu. Thôi lỡ rồi. Để đi. Sao bây giờ mọi chuyện nó đã dĩ lỡ rồi. Ngân ơi, tôi có con nè. Đây là tô của xí muội thì Mai cho nó ăn thịt bò của bún bò đó, tại vì xí muội thì nó sẽ không có ăn cái chả cua, nó không thích ăn chả cua. Với lại nó sẽ ăn tàu hũ. Cho nó sôi sùng sục lên cái đã. Trời ơi cái bếp mới này nấu nó nhanh sôi dễ sợ luôn cô chú chị, đúng là bếp xịn có khác. Rất là thích luôn. Đặc biệt là cái nồi bên này. Rồi, cổ xíu muội xong luôn rồi. Cho anh chị hai đứa bây giờ là tới giờ hai bạn ăn rồi đó. Mà xíu muội bây giờ lớn lắm, xíu muội nhanh lớn nên là cũng ăn một cái tô bự giống như chị hai vậy, chứ cũng không có thua kém đâu. Ngân thì lấy thêm chả lụa, nãy mới để thêm hai miếng chả lụa. Ngon không Ngân? Ngon xíu muội? Ngon hả? Ok. Ừ. Trộn vô ăn vẫn được hả? Ừ, vẫn ăn được. Bún bò bún riêu trộn vô mà may là ăn vẫn được nha. Con đi lấy nước. Con đi lấy nước ha, ok đi đi. Ngân, con ăn thấy giống bún riêu không hay là nó khác bún riêu? This is bún riêu. Ừ, đó là bún riêu. Ok, vậy là nó nghĩa là vẫn còn mùi vị bún riêu không sao hết. Tại vì tới ba tô bún riêu mà có một tô bún bò thôi. À, em gái mày nó đang nói chuyện với hai đứa nhỏ. Vừa ăn vừa nói chuyện, nói cảm ơn dì Dung. Xíu muội này là phải cho xíu muội ăn bự vậy xíu muội mới chịu, xíu muội nên lớn rồi. Nghe chưa, tháng 8 về Việt Nam, ở Việt Nam có nhiều đồ ăn ngon lắm. Về không? Con đi về Việt Nam không? Ngân, tháng 8 con về Việt Nam không? Ừ? Con bỏ cái để ta nghe ra coi. Tháng 8 con về Việt Nam không? Tháng 8 về Việt Nam không? Summer camp. Nhưng mà cuối tháng 8 thì mình nghỉ. Vậy thôi, mình đi từ đầu tháng mùa hè tới cuối tháng 8, tới đầu tháng 8, tới cuối tháng 7. Ok. Đó, chị tại vì chị hai. Chị hai đi Peru thì con đi summer camp, đúng không? Vậy là được rồi. Tại vì xíu muội có hẹn với lại mấy đứa bạn chơi chung với xíu muội là đi cái summer camp đó, đúng không? Con hẹn với ai vậy? Riley hả? Riley. Kaylee and Riley. It's not Riley. She doesn't know she's going. Okay. Cái răng cửa của con nó bị dở hay sao? Không, cái răng cửa của nó bị thưa ra, tại vì mở cái hàm bự ra, bây giờ cái răng cửa nó bị thưa ra. Nghe nghe răng gì Dung coi coi. Đúng rồi, đã con nghe răng ra chi Dung coi. Nghe thấy không? Ừ, nha. Ừ. Today I found a spacer in my teeth that never got taken out. Ừ. Ừ. Đó. Xíu muội là bây giờ cái hàm của nó phải banh cho nó cái chiều rộng nó mở ra của chính chị thì cái độ nhô ra nó bớt, nó sẽ kéo vô thì bắt đầu mình mới niềng lại đó.
Ai, cô chú anh chị, bây giờ Mai sẽ tặng cái thùng xoài 20 đồng ra cho mọi người xem. 20 đồng này là cách 500, 501, 502 vậy cô chú anh chị ha. Đó, coi nè, xoài này giống như xoài Việt Nam, trái nó tròn, căng, ngon ha. Mai thì rất là thích với cái xoài này. Mai nghĩ là xoài nó căng tròn như vậy là chứng tỏ là nó già, nó chín ha. Cái đó là một người nông dân nửa mùa như Mai nói thôi, chứ còn thật sự là Mai cũng không có biết rõ nữa, cô chú anh chị. Nhưng mà Mai nhìn thấy cái xoài này Mai cũng thấy chắc là nó ngon, tại nó rất là căng và tròn. Xoài lép lép là Mai không có thích rồi đó. Đó, một thùng xoài thì có 10 trái ha. 10 trái 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trái cả nhà. Sao mà nói 10 trái mà có 11 trái ha. Đây thùng recycle nhựa với lại thấy mày để đây cho chồng mày dọn. Nói cái đó thì mai về rồi mắt là mai chuyển cái máy sấy tiếp. Hình như nó cũng xong rồi cô chú anh chị. Tại vì mai sấy một lần rồi ha. Sao cái cửa này nó cùng một phía, sao nó khó dữ ta? Đó, cả nhà thấy không? Cái rổ kia nó không có được đẹp, phải đổi vô cái rổ này. Cũng điệu lắm, cũng mệt lắm ha. Đó. Đổi vào cái rổ bằng gỗ này thì nó sẽ đẹp hơn. Sức mùi ăn gần hết rồi nè, giỏi nè. Ngân ăn gần hết luôn rồi, Ngân còn giỏi hơn nữa. Mời cô chú anh chị đi ra tưới rau chung với Mai ha. Một ngày là cách một ngày, hai ngày gì rồi đó Mai chưa có tưới rau. Tại vì dạo này trời cũng lạnh lạnh á, nên ra là Mai cũng không có cần là phải tưới rau mỗi ngày. Mai nghĩ là cách khoảng ngày tưới cũng được rồi. Nên hôm nay là Mai cách khoảng lâu rồi cũng chưa có đi ra thăm. Từ ngày mà trồng xuống á, chưa có đi ra thăm lại mấy cái em rau của Mai ha. Thì mình đi ra mình thăm vườn thôi. Ở bên Mai bây giờ là chắc cũng 7 giờ rồi đó. Oh my god. 7 giờ nên mặt trời nó cũng xuống rồi. Mọi người thấy vắng chiều không? Oh my god, con thỏ nó chui vô cái vườn của Mai được bà con ơi. Phải không ta? Đây nè. Sao con thỏ nó chui vô trong này được vậy? How can you come here? Con thỏ kìa. Hai cô chú anh chị thấy con thỏ ở đây không? Đó, có con thỏ trong vườn nè. Mà Mai cũng không muốn bắt nó đâu. Mai cũng không muốn làm cho nó sợ. Trời ơi, nó quậy quá quậy. Ban ra bên ngoài luôn rồi cô chú anh chị. Nó ban đại ra bên ngoài luôn, Mai đâu có bắt nó đâu. Trời ơi. Coi vậy mà cũng chui vô đây được nữa trời. Cái xà lách này thì đây là xà lách tím. Mới cái mấy bữa mà nó chuyển qua màu tím này, có chứ nhìn thấy không? Bữa mày mua, mày nhớ là mua là nó màu xanh mà sao giờ nó chuyển qua màu tím rồi. Tím mấy bữa mà nói chung là nó khô hạn. Đó, Mai cũng thấy nó ăn hết cây xà lách của Mai ở đây nè, thấy không? Cây này nè, đó. Mà thôi kệ nó đi, cái sao giờ? Miễn là nó đừng có phá hết một đống là được rồi. Vừa qua tới tưới mấy bụi này. Hẹ nè. Cần nè. Giờ tới bắp cải. Bắp cải này là có hai loại, bắp cải trắng với bắp cải tím. Mà Mai nghe bạn Mai nói là bắp cải này trồng lâu lắm, 3 tháng mới được ăn. Mà mùa hè là không có lớn nha, chỉ trồng được mùa lạnh. Nhưng mà Mai không biết nữa, năm nay Mai lỡ trồng thì để coi coi sao. Tu hào nè cả nhà, bây giờ Mai thấy cái củ nó bắt đầu bự bự hơn chút xíu rồi, nhìn thấy cưng lắm nha. Nhìn thấy cái su hào mà nó có củ để nhìn nó cưng dễ sợ luôn á. Đây là cái tray mà cái thầy rau húng cây với lại cái rau giáp cá của Mai. Đây, còn đây là húng lũi nha. Húng lũi là tươi tốt quá trời luôn. Một cái tray này bây giờ là húng lũi nó xâm chiếm hết rồi, không còn cái rau nào khác hết. Hồi xưa là chồng nói chung với lại cái rau tía tô đó cô chú anh chị, mà bây giờ là nó xâm chiếm không còn cái gì luôn. Đây, còn đây là cần cạn. Hiện tại là đây là tất cả những cái rau mà Mai có trong vườn nhà đó. Chỉ có nhiêu đây thôi. Tưởng là 7 giờ nhưng mà không nha cô chú anh chị. Bây giờ là 7 giờ 43 bên nhà Mai rồi đó.
7:43 mọi người nhìn thấy còn sáng không? Mặt trăng đã lên rồi, để mới quay cho mọi người xem. Đó, mặt trăng đã lên rồi ha. Mà mặt trời vẫn còn chưa đi ngủ lắm. Hôm nay ra vườn thì vô tình phát hiện ra là cái khu vườn của mình coi vậy mà mấy em thỏ cũng vô được nha. Vì đó là nếu mà muốn ấy thì chắc là mai phải kêu người ta rào cái lưới nhỏ hơn một chút xíu cho mấy em thỏ không vào được, chứ còn cái lưới này là không có ăn thua rồi. Này, ông xã Mai đi Best Buy về rồi cô chú anh chị. Tại sao biết không? Khách hàng của ông xã Mai bị cái monitor là cái màn hình nó bị ai đó giống như bị va chạm mạnh vô xong nó bị hư á, xong mà ổng mua Best Buy xong mà ổng gắn cũng thay luôn. The emergency for him, honey. Very busy time for him. Nên là ông nói chứ lúc mà anh chàng đó anh gọi lúc 6 giờ mấy thì bây giờ 8 giờ mấy thì đã xong rồi. Nói chung là được cái là ông xã Mai tại sao có khách hàng nhiều, bởi vì là cái chuyện gì mà emergency là chuyện khẩn cấp là ông xã Mai đều làm ngay, coi chuyện khẩn cấp của người ta là chuyện khẩn cấp của mình. Do đó là ông xã Mai rất là hiểu, vì là người cái chỗ đó là cái chỗ bán đồ ăn của người Do Thái đó, mà khoảng 2 ngày nữa là sẽ là lễ Passover, bởi vì bây giờ là rất là bận luôn, người ta sẽ lấy order đồ ăn cho lễ. Rất là bận nên ông xã Mai thay liền, và bạn đó rất là vui và hạnh phúc luôn. Ông nói là Mark, I love you. Cái mày đây, ông đó là đàn ông, cái mày ghẹo ông xã Mai nói. Honey, you can't call any other company. Ông đó ổng là đồng tính á. Cái mày nói trời night. Chết rồi, vậy bây giờ anh muốn làm chồng hay làm vợ? You and husband away. Listen, you can't call any other company. What's being a husband away? 5:45 on a Saturday night. By 8:00 on Saturday night, it's okay, fixed. Okay, got it, honey. That's okay, amazing. You're the best. I'm the best. Okay. Ông nói, công ty nào là mà có thể mà em gọi 6 giờ mấy mà bây giờ 8 giờ mấy mà người ta sửa xong cho em không? Người ta có mua mấy máy tính mới, cái màn hình mới người ta thay cho em luôn không? Cái này, okay, được rồi. Thì anh là tốt nhất được chưa? Okay. Ông nói, anh rất là khiêm tốn. Anh tan trang. Cuối cùng cũng đã sạch cái hũ này rồi, cô chú anh chị. Ngon, nên ăn thử. Rồi ông về, ông treo cái áo ra liền. Nhìn mất thẩm mỹ quá. Rồi, cảm ơn các cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay của Mai nha. Hy vọng là nói còn bự hơn Mai nói nữa. Ông ngồi trong phòng, ông nói. Hy vọng là cả nhà yêu thích video này của Mai. Xin chào tạm biệt cả nhà. Và Mai xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn ở video sau. Tạm biệt mọi người.